Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tổ chức hội nghị giao ban đầu xuân Giáp Thìn 2024. Đại tá Lê Xuân Bình, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì hội nghị. Trong dịp Tết Giáp Thìn 2024, các cơ quan đơn vị đã phối hợp chặt chẽ với các lực lượng nắm chắc tình hình địa bàn, thường xuyên duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, góp phần giữ vững tinh thần, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã triển khai và thực hiện có hiệu quả chương trình Tết Quân dân. Các cơ quan đơn vị tham gia hội thi trang trí bàn thờ Tết, đầu tư công phu, trưng bày sáng tạo, hấp dẫn. Phần thuyết trình nhiều đơn vị thể hiện được ý nghĩa của Tết cổ truyền dân tộc, gắn liền với nhiệm vụ chính trị cơ quan đơn vị, có tính định hướng cao, sát chủ đề hội thi. Ngoài ra, các đơn vị còn tổ chức nhiều hoạt động mừng đảng mừng xuân với nhiều nội dung phong phú, đa dạng, tạo không khí vui tươi, lành mạnh, giúp bộ đội phấn khởi, an tâm tư tưởng, chấp hành nghiêm kỷ luật, sẵn sàng chiến đấu cao. Dịp này, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trao thưởng hội thi trang trí bàn thờ Tết và các hoạt động mừng đảng mừng xuân Giáp Thìn năm 2024 cho các cơ quan, đơn vị.